Xin chào mọi người, mình là Yến đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Seven. Xin chào mọi người, mình là Yến đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Seven trên TikTok nhá. Bố cục bài nhảy thì cũng gồm có hai phần như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy từ đầu đến cuối cho mọi người cùng theo dõi nhá. Phía tay phải đi theo vai, vai đi ra sau, sử dụng tay kéo lên, thử lại này, ra sau và kéo, mọi cố gắng đi lên cái vai lên chút và kéo, thử lại nhé, 5, 6, 7, 8 và kéo, đúng rồi. Tiếp theo mọi người vỗ hai tay lên phía trước, mọi người tùy có thể tay trái ở trên hoặc tay phải ở trên đều được nhá. Kéo vai lên và đặt tay. Tiếp theo, tay mọi người làm đồng thời này. Vung qua trái, đưa lại, vung qua phải. Làm đồng thời hai tay như này giúp mình. Đúng rồi. Còn về phía chân, ngồi nhún xuống và để đưa cái hông sang phía bên trái là cùng với tay luôn. Tiếp theo lại nhún để không qua phải. Khi mới đẩy hông thì cố gắng này nhún nhá, đẩy hông thì chân sẽ lên thẳng, nhún đẩy hông và chân lên thẳng, thử lại cả tay cả chân giúp mình này, đi nào, nhún đẩy hông, nhún đẩy hông, mọi người thử kết hợp từ đầu nhá. Kéo vai trái, vỗ tay, nhún không, nhún không, đúng rồi. Thử lại một lần nhanh hơn này, 5, 6, 7, 8, kéo vai, đập tay, nhún không, nhún không. Tiếp theo, sau khi mọi người đã hoàn thành động tác đến đây, bây giờ mọi người dậm chân trái xuống bụng phía dưới và chân phải lên, đứng dọc người như thế này giúp mình. Thử lại nhé. Nhún không và đổi. Đó. Trong quá trình đổi như này thì mọi người nhún, nhún hai chân xuống. Rồi tiếp theo đưa cái hông phải lên, đồng thời sử dụng thoát, thoát chân đẩy lên phía trước và hông ngửa. Đó. Xoay về lại nhún và đẩy lên cả hông cả gót chân đẩy lên phía đằng trước. Thu về, nhún, lên, về, lên. Mình thử lại nhé. Từ đây, nhún, qua phải, đổi chân, nhún, thất, nhún, thất. Bây giờ khi đã quen cái hông và cái chân như vậy rồi thì mình làm thêm mình tay này, dùng tay phải, vòng qua hông, đưa lên trước và kéo chéo lên. Còn phía tay trái thì mình sẽ đặt ở phía gáy nhá, để lên cao như này giúp mình. Cố gắng mở rộng tay ra, đừng khép như này, mở rộng ngang ra. Cả tay phải này cùng làm này, vòng qua hông, chọc và kéo lên. Thử nhá. Vòng qua hông thì đẩy hông lên. Khi tay chọc xuống thì nhún lần thứ hai. Tiếp theo kéo thì không lên lần thứ hai lên, đúng không? Thử lại này. Nào, khởi đầu là hơi nhún chân xuống. Tiếp theo vòng
Và đúng rồi, nhanh hơn một chút này. 5, 6, 7, 8, vòng và chèo. Ok, bây giờ mọi người nhé, kết từ đoạn trước. Từ đoạn này đi. Đúng rồi, đổi chân, vòng và chéo. Thử lại một lần nữa nhanh hơn nhé. Dừng lại, đổi chân, vòng và đúng rồi. Bây giờ mọi người kết cho mình từ đầu đến đoạn vừa rồi nhé. 5, 6, 7, 8, kéo, vai, đập, tay, nướng, nướng vai, đổi chân, vòng và kéo. Tiếp theo, sau khi mọi người đã hoàn thành đến đây rồi thì giờ đến động tác tiếp theo này. Sau khi mọi người hoàn thành xong động tác này, bây giờ mọi người dậm chân trước, thu chân sau về cho mình đứng thẳng là được. Còn cái tay này, mọi người kéo ngang cái tay phải ra, sau đó vung lên, đưa ngang qua đây. Và sau đó là đến làm sóng tay, về phía sóng tay nhé. Để làm sóng tay dễ nhất thì mọi người nhấc kiểu tay lên, sau đó thả lỏng cái phía bàn tay ra là được. Tương tự phía bên tay trái, nhấc kiểu, thả lỏng. Để làm lần lượt từ tay phải sang tay trái nhé. Nhấc kiểu, thả, nhấc, thả. Đúng rồi, thử lại cho mình một lần nữa này. Nhấc khỉu, thả lỏng bàn tay. Đối với tay trái, tương tự nhấc khỉu, thả. Đúng rồi, cả động tác nó sẽ như thế này. Kéo phải, vung cao, ngang hai tay, nhấc khỉu thả và nhấc thả. Mọi người sẽ hoàn thành xong lượt 6. Tiếp theo, sau khi mọi người đã hoàn thành được cái động tác lượn sóng tay này rồi thì bây giờ mọi người dậm cho mình chân phải, sau đó đổi về cái hướng quay sang phải như này, cả người quay sang phải, được chưa? Sau đó mọi người nhấc cho mình cái chân trái lên, nhấc chân trái, tay trái sẽ đặt vào đầu gối. Tiếp theo, đẩy chân ra phía sau và đồng thời đưa hông ra sau đó. Sau đó thì đẩy hông lên trên một chút rồi mọi người chân xuống. Nhấc chân này, đẩy ra sau, người sẽ đổ về phía trước, kì lại. Thử lại động tác này cho mình nhé. Nhấc chân, đẩy hông ra sau, người đổ về trước, nhấc, đẩy sau, chân sang và xuống. Bây giờ mọi người hãy ghép từ đầu đến cuối hết đoạn một luôn này. 5, 6, 7, 8, kéo vai, đập tay, nhún vai, nhún phải, đổi lên và kéo lên, thẳng ra, sóng tay, quay sang và đẩy sang bên, 6, 7, 8, kéo vai, đập tay, hông và đổ chân, kéo và lên, lên, sang, sóng tay và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau ghép nhạc đoạn thứ nhất này. I'm a server, yeah, classy, bougie, nasty, sexy, moody, and nasty. Thử lại này, nhanh hơn một xíu. 5, 6, 7, là I'm a server, yeah, classy, bougie, nasty, sexy, moody, nasty. Anh hơn này. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Bougie, nasty, sexy, moody, nasty.
rồi xong là muốn nha. Sau khi mọi người đã hoàn thành được, sau khi mọi người đã hoàn thành các bạn một thì giờ chúng ta tiếp tục đến cặp thứ hai nha. Bây giờ đoạn thứ hai thì mọi người sẽ về thẳng như này cho mình, về thẳng người, sau đó tay này ta chéo hất xuống, dừng ở đây chưa, hất xuống, hất thẳng xuống là được, hất chéo xuống. Tiếp theo hai tay mọi người đưa lên đầu cho mình, tay ngón cái nhá, chạm vào đầu rồi các ngón còn lại thì mọi người hãy thả lỏng và làm như này. Đó, still beat đi, làm và tăng khá ngu ngốc một chút, ngu ngơ đi, khá ngu ngơ một chút. Đó, đang chéo tay hất và sẽ làm như này. Mọi người có thể nhìn người về trước hoặc có thể như này. Đó, về phía người thì mọi người cố gắng tự chú ý nha. Thử lại cho mình này, ăn chéo hất và làm động tác ngu ngơ. Đó, tiếp theo mọi người đặt cho mình tay trái lên, tương tự tay phải, và sau đó thì đẩy hai vai lần lượt, đẩy vai phải lên trước nhá, vai phải trái đổi nhau lên luôn phiên nhanh hơn chút, đúng không? Đặt tay và đẩy vai, thử lại nhá, tay vai và vai đẩy liên tục, đúng rồi. Còn về phía người ấy, thì mình sẽ hơi đổ lên trước một chút, đổ người lên, đặt tay người này thì thử lại nhá, tay vai, đúng rồi, thử lại này, tay vai. Ok, giờ mình ghép vào chéo hất tay tay đẹp vai. Tiếp theo mọi người sử dụng tay trái đánh hình số 8, nhưng mà đừng mà đánh hết hình số 8 nha. Chéo này, vòng lên, dừng ở dưới. Bắt đầu từ trên cao nha, hình chéo xuống, vòng, dừng, đúng rồi. Tiếp theo, là hai tay người đang chéo đây cho mình, đang chéo. Rồi, bây giờ hạ xuống, ngang tay ra, đúng rồi, lại lên chéo, hạ xuống, làm như vậy cho mình hai lần, tốc độ khá là nhanh. Đó, thử lại này, đang chéo, xuống và xuống, nhanh lên một chút, đang chéo, xuống và xuống, ok. Sau khi mọi người hoàn thành xong hai lần như thế này, okay. Bây giờ mọi người ghép vào cho mình nhặt, chéo, hất, still, beat, tay, vai, lắc, đánh, chéo và xuống. Nhanh hơn này, 5, 6, 7, 8, chéo, still, beat, tay, lắc, vai, chéo, ra, và. Okay. Tiếp theo, sau khi mọi người hoàn thành xong này, động tác này khá là khó đấy. Cái tay ấy, mọi người giữ này cho mình thôi. Đúng rồi. Còn về phía người này, mọi người sẽ hoàn thành cho mình cái sóng người nhá. Bây giờ nếu mà mọi người chưa biết làm sóng người ấy, thì mọi người hãy tìm cho mình một cái mặt phẳng, tường cũng được. Bây giờ mọi người chạm cho mình lần lượt ba cái điểm này, ngực là 1, hông là 2, đầu gối là 3, đạp tường, ngực. Đúng rồi, bây giờ bỏ cái ngực ra, nhàng ra, thì đến chạm hông, nhàng hông ra, thì đến chạm đầu gối. Sau đó mọi người đứng thẳng lên, rồi bây giờ nối ba cái điểm thành một cái đường đấy cho mình, chạm này. Nhả, hông, nhả, đầu gối, nhả và đứng thẳng. Khóc về nhà mà nếu mà mọi người chưa biết tập thả sóng người thì mình hãy tập luyện như thế nhá. Rồi, còn cái động tác của mình phải sử dụng sóng người, nhưng mà vì lúc mọi người đưa ngực ấy, mình chỉ đưa một tí kẹo hoặc là không đưa, chủ yếu là đưa từ phía hông trở xuống, làm sóng từ hông trở xuống, hông xuống chân.
Xin dùng lại cho mình này. Đi này. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Sáu ở ngực nha. Nhầm. Hạn chế cho mình cái phần trên. Chủ yếu làm sóng ở phần dưới thôi. Đi này. Ok. Bây giờ khi mọi người làm sóng thì mình cố gắng xoay cái phần hông sang phía phải. Đó. Xoay qua trái. Rồi, mọi người nhìn thấy không? Khi mọi người quay qua phải á, kết thúc sóng thì cái chân phía bên trái. Khi hông quay qua phải, kết thúc động tác sóng thì chân trái mình có xu hướng là đưa lên. Thì mọi người cứ đưa thôi, thoải mái ra. Sóng, đổi lại. Sóng, đổi lại. Lưu ý là phần trên nhá, cố gắng hạn chế lại cho mình. Chỉ đưa cái phần dưới thôi, làm sóng phần dưới là chủ yếu. Đổi lại nhá. Sóng này. Đó, mọi cố gắng nếu mà chưa biết làm sóng người thì tập luyện như lúc nãy mình đã nói nhá. Bây giờ mọi người kết hợp lại động tác lười dưới này. Đoạn 2, 5, 6, 7, 8, chéo ra, siêu, bít, tay, lắp, vai, chéo, ra, về, tay. Em sáu. Đúng rồi, nhanh hơn một chút này. 5, 6, 7, 8 chiều ra, still, beat, tay, vai, tay và ngang 6. Ok, bây giờ mọi người thử ghép nhạc của mình này. Chậm này. I see Stevie happening world. Thanks to me. Ha. Ever. Yeah. Nghe một chút này. I think Stevie happening. Oh, what's happening? Nhanh nhá. 5, 6, 7, 8. I think Stevie happening. Oh, what's happening? Yeah. 5, 6, 7, 8 I'm a sailor. Yeah. Classy, easy, nasty. Yeah. Sexy, moody, nasty. I think still this. What's happening? What's happening? Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài nhảy rồi. Có điều gì thắc mắc hoặc là có động tác nào khó ấy, thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Cố gắng em.